안녕하세요. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quy tắc do chính mình tạo ra. Đó gọi là quy tắc chim lỗ. Chim lỗ. Chim lỗ. Khi các bạn học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp, các bạn gặp rất nhiều ngữ pháp chia theo kiểu có chim thì chia như này, không có chim thì chia như thế kia, làm cho các bạn rất dễ nhầm, đúng không nào? Chính vì thế, mình đã phát minh ra quy tắc chim lỗ để các bạn không bao giờ nhầm khi nào có chim, khi nào không chim. Trường hợp có bắt chim, mình gọi là có chim. Trường hợp không có bắt chim, mình gọi là không chim. Chỉ có trung tâm tiếng Hàn Bá Đạo Thầy Khánh mới dạy như thế thôi các bạn nhé. Quy tắc chim lỗ là chim đi về lỗ, không chim đi về không lỗ. Lỗ là cái tròn tròn, tròn tròn. Ví dụ trường hợp ân và nân thì đứa có lỗ là ân, còn đứa không lỗ là nân. Trường hợp y và ca, đứa có lỗ là y và đứa không lỗ là ca. Trường hợp ư và rư, đứa có lỗ là ư và đứa không lỗ là rư. Mình chia thử với ba ngữ pháp này nhé. Trường hợp của ân nân thì thằng có lỗ là ân. Vậy danh từ có chim chia đi với có lỗ, tức là danh từ có chim cộng với ân. Vậy danh từ không chim thì đi với thằng còn lại là nân. Ví dụ như là tên mình Khánh. Khánh có chim. Đương nhiên rồi, Khánh không là chẳng có chim, đúng không nào? Đương nhiên rồi, Khánh không là chẳng có chim, đúng không nào? Thì mình sẽ cộng với ân chia là Khánh ân. Thế còn bạn nào tên là Hoa, Hoa không chim, đúng không nào? Thì sẽ cộng với nân, Hoa nân. Tương tự đối với Y ca, đứa có lỗ là Y. Vậy danh từ có chim thì đi với có lỗ, tức là danh từ có chim cộng với Y. Thế thằng còn lại là không chim cộng với ca. Ví dụ Lại Khánh có chim thì cộng với Y, Khánh Y. Thế còn Hoa không chim thì chia thành Hoa ca. Trường hợp còn lại Ư và Rư thì thằng có lỗ là Ư. Vậy danh từ có chim thì cộng với có lỗ, tức là danh từ có chim cộng với Ư. Thằng còn lại danh từ không chim thì cộng với không lỗ, tức là cộng với Rư. Ví dụ Lại là Khánh có chim thì Khánh cộng với Ư. Thế còn Hoa không chim thì cộng với Rư. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, đó là Hoa qua. Riêng thằng Hoa qua thì chim đi với chim, không chim đi với lỗ. Ví dụ như từ cái bàn check sang, từ này có chim thì đi với có chim, tức là cộng với qua, check sang qua. Thế còn từ cái ghế cứ trà, từ này không có chim thì đi với có lỗ, tức là cộng với qua, ứ trà qua. Các bạn có thể áp dụng quy tắc chim lỗ với tất cả các ngữ pháp từ sơ cấp cho tới cao cấp. Mình đảm bảo sẽ không bao giờ nhầm. Riêng thằng qua qua thì chim đi với chim, không chim đi với lỗ. Bây giờ các bạn hãy thử áp dụng quy tắc chim lỗ với các ngữ pháp này xem sao nhé. Chúc các bạn sẽ luôn luôn chia đúng ngữ pháp với quy tắc chim lỗ của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Annyeong.